Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Phú Quý Tài Lộc, trực thuộc công ty Phong thủy Phùng Gia. Quý vị thân mến, mọi thông tin hữu ích mà chương trình cung cấp đều nhận được sự tư vấn và trợ duyên bởi thầy Master Phùng Phương, thành viên trẻ tuổi nhất của Hiệp hội Phong thủy Thế giới. Quý vị hãy bấm nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất về tử vi và các kiến thức phong thủy ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Điều kiêng kỵ trong phong thủy bàn thờ, tuyệt đối tránh kẻo tán gia bại sản, tiền bạc đội nón ra đi. Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, phong tục thờ cúng tổ tiên là một tín ngưỡng sâu sắc trong văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam ta. Dù là một mái nhà nông thôn đơn sơ hay là ngôi biệt thự khang trang kiên cố thì vẫn phải đặt bàn thờ ở vị trí trang trọng nhất để con cháu bày tỏ tấm lòng thành kính đối với các vị thần linh tiên tổ. Theo các chuyên gia tâm linh cho rằng, việc bài trí bàn thờ thuận phong thủy sẽ giúp gia đạo an yên, phúc lộc dồi dào, phất lên như diều gặp gió. Ngược lại thì có những sai lầm trong quá trình bài trí bàn thờ sẽ khiến gia chủ tán gia bại sản, tiền bạc đội nón ra đi, tai ương xui xẻo ập xuống lúc nào không hay. Vậy đâu là những sai lầm đại kỵ cần tránh khi đặt bàn thờ mà gia chủ cần đặc biệt lưu ý? Xin mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Điều kiêng kỵ trong phong thủy bàn thờ tuyệt đối tránh kẻo tán gia bại sản, tiền bạc đội nón ra đi. Quý bạn thân mến, việc lập bàn thờ tổ tiên và thần linh trong nhà là một trong những truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam nói riêng và người phương Đông nói chung. Với ý nghĩa tôn kính, tưởng nhớ và cầu mong ông bà tổ tiên cũng như các vị thần linh sẽ mang lại nhiều điều may mắn cho gia đình. Tuy nhiên, nếu bạn phạm phải những điều kiêng kỵ dưới đây, tai ương xui xẻo sẽ ập đến bất ngờ. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Sai lầm thứ nhất, đặt bàn thờ gần nơi ô uế, gần phòng vệ sinh và bếp. Bạn cũng biết đấy, nhà vệ sinh được xem là nơi tích tụ nhiều khí xú uế. Bởi vậy mà việc đặt bàn thờ sát phòng vệ sinh là một trong những kiêng kỵ theo phong thủy. Bởi đây là tội không tôn trọng thần linh và tổ tiên. Cùng với đó, nếu phía sau bàn thờ là bếp thì sẽ gây hỏa sát rất nặng, vận thế của gia đình sẽ không ổn định hoặc giảm sút, ảnh hưởng đến phong thủy khác của gia đình. Nếu bạn đặt bàn thờ gần hai vị trí này sẽ dẫn đến khiến mất đi sự thanh tịnh và làm không gian phòng thờ bị ô uế đi, dẫn đến việc nhiều hung khí sẽ kéo đến. Trong trường hợp bất khả kháng, bạn không còn sự lựa chọn nào khác về vị trí đặt bàn thờ, thì bạn hãy tạo nên không gian khoảng cách giữa bàn thờ và nhà vệ sinh, nhà bếp. Đồng thời, bạn hãy lưu ý đặt các linh vật hóa giải sau bàn thờ như 6 xu tiền lục đế. Sai lầm thứ hai, đặt bàn thờ đối diện với cửa sổ. Chúng ta đều biết rằng bàn thờ là nơi thờ cúng những người đã khuất và các vị thần linh. Bạn có thể hiểu một cách khác, đây là nơi những người ở cõi âm ghé về, chứng giám lòng thành và ban phát tài lộc đến cho gia chủ. Chính vì thế mà bạn tuyệt đối không nên đặt bàn thờ chính diện với cửa sổ hay gần cửa sổ, khiến cho gió và nắng chiếu rọi trực tiếp vào bàn thờ. Bởi vì theo quan điểm phong thủy thì như thế sẽ khiến khí dương mạnh và những người âm sẽ rất khó để về chứng giám. Sai lầm thứ ba, kiêng kỵ về thời gian lập bàn thờ. Theo quan niệm tâm linh, thời gian lập bàn thờ không thể bừa bãi, bởi nó ảnh hưởng nhiều đến vận thế của cả gia đình. Thông thường, người ta sẽ lập bàn thờ cùng với thời điểm nhập trạch. Việc lựa chọn đúng thời điểm thích hợp để lập bàn thờ sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng và ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống sau này của gia chủ. Chính vì vậy mà ngoài thời gian phù hợp với nhập trạch, cúng tế hay hợp tuổi gia chủ, thì thời điểm có sao bát bạch để hóa giải sát khí cũng cần được lưu ý. Đại kỵ thứ tư, đặt bàn thờ trong phòng ngủ. Dù diện tích không gian sống của bạn có chật hẹp đến đâu, thì tuyệt đối bạn cũng không được đặt bàn thờ trong phòng ngủ. Bởi vì phòng ngủ là không gian riêng tư và có nhiều điều không thanh tịnh. Việc bạn đặt bàn thờ trong phòng ngủ sẽ làm mất đi vẻ trang nghiêm, tôn kính và linh thiêng của bàn thờ. Sẽ không có thần linh hay ông bà tổ tiên nào chứng giám cho bạn nếu bạn đặt bàn thờ ở vị trí này. Ngược lại, nhiều điều xấu sẽ ập đến với bạn. Sai lầm thứ 5, cấm kỵ khi đặt bàn thờ sát tường. Việc đặt bàn thờ sát tường cũng là một trong những điều kiêng kỵ bạn nên lưu ý. Bạn nên chừa một khoảng không giữa bàn thờ và vách tường. Bên cạnh đó, bạn có thể đặt một chiếc bàn nhỏ, bục kệ để tạo không gian đặt những món đồ phục vụ việc thờ cúng đằng sau. Tốt nhất để không phạm phải điều cấm kỵ khiến gia chủ gặp phải nhiều vận đen, thì bạn nên đặt bàn thờ cách tường một khoảng nhỏ. Đặc biệt, bạn cũng lưu ý tránh việc đặt bài vị của tổ tiên sát tường. Làm như thế sẽ không những ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến tiền đồ của gia chủ. Đại kỵ thứ 6, đặt bàn thờ ở nơi có gió và nắng chiếu vào. Các gia chủ hãy ghi nhớ rằng nơi đặt bàn thờ cần tụ được âm khí. Có như vậy mới phù hợp với thế giới tâm linh. Tuy nhiên, nắng gió lại mang nhiều dương khí. Do vậy, vị trí này không phù hợp để đặt bàn thờ. Nếu không muốn các thành viên trong gia đình gặp phải điều bất an hay khó khăn trong việc làm ăn, trì trệ trong công việc, thì tuyệt đối không nên đặt bàn thờ ở những nơi có ánh nắng chiếu hay gió thổi vào. Thứ 7, những kiêng kỵ về người lập bàn thờ. Tùy vào phong tục ở từng nơi, nhiều người thường tìm người hợp tuổi để nhờ bốc bát nhang. Tuy nhiên, gia chủ nên là người trực tiếp bốc bát hương và thể hiện sự thành tâm là được. Một điểm lưu ý là trong quá trình thực hiện phải mặc quần áo chỉnh tề, tay chân sạch sẽ. Ngoài ra, phụ nữ mang thai không nên bốc bát hương, bởi quan niệm người xưa cho rằng những người này có nhiều tạp khí, nếu động chạm vào bàn thờ hay bát hương sẽ không tốt. Quý vị thân mến, bàn thờ là nơi linh thiêng nhất trong mỗi gia đình, giúp thể hiện tấm lòng thành kính của con cháu đối với tổ tiên. Vậy nên trước khi đặt bất cứ vật gì lên bàn thờ, gia chủ cũng cần phải suy xét cho thật kỹ càng. Đôi khi chúng ta thường vô tình đặt những đồ vật cấm kỵ lên bàn thờ mà không hề hay biết rằng điều này sẽ khiến cho thần linh nổi giận của trách, gia đạo khó bề an yên. Vậy đâu là những đồ vật cần tuyệt đối tránh không đặt lên bàn thờ? Xin mời quý vị cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất là hoa giả và trái cây giả. Nhiều gia đình thường có thói quen bày hoa giả trên bàn thờ vì vừa tiết kiệm chi phí, hoa luôn tươi tắn và không phải mất công thay nước. Tuy nhiên, các chuyên gia phong thủy luôn khuyên nên bày hoa tươi thật. Mặc dù có đắt hơn hoa giả đôi chút, nhưng hoa thật thể hiện được sự chân thành của con cháu đối với tổ tiên. Tương tự hoa, trái cây cũng nên cúng trái cây tươi để ông bà tổ tiên có thể ăn hương ăn hoa, hưởng lộc con cháu gửi. Nếu bạn gửi lộc giả thì người đã khuất không nhận được. Hơn nữa, bày đồ giả lên bàn thờ sẽ mang tội bất kính. Do đó, tuyệt đối không nên dùng lễ giả để mong biểu thị tấm lòng chân thật. Thứ hai là cành vàng lá ngọc và đồ lễ ở chùa chiền. Theo các chuyên gia phong thủy, bàn thờ là nơi tâm linh thanh tịnh, nên những cành vàng lá ngọc không nên đặt lên. Những thứ cành vàng lá ngọc có nhiều điều khó nói, như bày bán chỗ có sạch không, có bị ô uế hay không, cất giữ thế nào. Không nên đi bất cứ đến chùa chiền, đền phủ nào cũng xin lộc về đặt lên bàn thờ. Cũng không nên tùy tiện đặt các thứ đó lên bàn thờ. Muốn bài trí thì trước tiên bạn cần biết rõ về gốc tích của vật đó. Thứ ba, để vàng mã trên bàn thờ mà không hóa. Có nhiều gia đình có thói quen dùng tiền vàng giả để đặt lên bàn thờ tổ tiên hoặc bàn thờ thần tài. Tuy nhiên, sau khi bạn thắp hương xong, do bận rộn nên quên đốt đi. Việc bạn dùng vàng mã dâng cúng nhưng không đem hóa vàng ngay thì ông bà mình không nhận được, sẽ làm mất hết thiêng. Khi đốt đi không được hanh thông, cuộc sống của bạn gặp khó khăn trở ngại. Sai lầm thứ tư, dùng hương vòng khi thắp hương. Thói quen của khá nhiều gia đình thường dùng hương vòng thay cho hương thật, bởi hương vòng dùng điện không tốn kém và không tạo mùi khó chịu cho bản thân. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, khi bạn dùng chân hương vòng thì đó là một việc làm lừa thần thánh. Khi bạn phạm phải sai lầm này sẽ khiến cho gia chủ ít gặp may mắn, cuộc sống vợ chồng dễ xảy ra xung khắc, tranh cãi, đổ vỡ. Quý vị thân mến, trên đây là những sai lầm nghiêm trọng khi đặt bàn thờ trong nhà ở sẽ khiến gia chủ gặp nhiều xui xẻo trong cuộc sống, tiền bạc lần lượt đội nón ra đi. Các bạn hãy tránh xa những lỗi đại kỵ này để được thần linh phù hộ, gia đình luôn bình an, may mắn và hạnh phúc nhé. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.